Singapore thực sự là một đảo quốc rất là xinh đẹp và an toàn. Và tại Singapore có rất là nhiều khóa học, ví dụ như là khóa học chỉ có 3 cho đến 6 tháng để luyện tiếng Anh cơ bản, trung cấp, cao cấp hay là các bạn để mà luyện IELTS. Và những khóa học dành cho các bạn muốn học chương trình cao đẳng, đại học hoặc là thạc sĩ, cũng như là có nhiều bạn cần trang bị cho mình một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đi visa Anh, Úc, Mỹ hay là thị sĩ trong tương lai. Và đặc biệt Singapore cũng có những khóa dành cho những sinh viên Việt Nam huấn luyện vào trường công lập tại Singapore. Và cũng như là nhiều phụ huynh lại quan tâm là vấn đề có hỗ trợ tài chính hay là học bổng cho học sinh qua du học tại trường ở Singapore hay không. Và Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn làm hồ sơ chọn trường du học Singapore và hiện nay đang là đại diện của rất là nhiều trường cao đẳng đại học Singapore tại Việt Nam, xin giới thiệu đến các bạn đó là chương trình Anh ngữ tổng quát và khóa luyện IELTS của trường AIC Singapore sẽ giúp cho bạn đạt rất là nhiều nguyện vọng với mức học phí vừa phải và được học tập tại khu trung tâm giáo dục khu du lịch của Singapore tọa lạc ngay bên Thư viện Quốc gia Singapore chỉ với 1 phút đi bộ. Học sinh sẽ được trải nghiệm hoàn toàn môi trường học và cái cuộc sống quốc tế tại đảo quốc xinh đẹp Singapore. Thì đội ngũ giảng viên tận tâm và giáo viên bản ngữ sẽ giúp cho học sinh nâng cao các cái kỹ năng Anh ngữ của mình và nâng cao khả năng đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS để có một bộ hồ sơ hoàn hảo cho học sinh đăng ký các khóa cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ hoặc là những học sinh có ý định du học tại các nước như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, thụy sĩ v.v. Và học phí Anh ngữ tổng quát và khóa luyện IELTS tại trường AIC Singapore như là khóa 3 tháng, học sinh sẽ học nguyên ngày. Học phí chương trình tổng quát và khóa luyện IELTS của trường AIC Singapore đó là chương trình học cả ngày. Và học phí dành cho 3 tháng đó là 3.500 đô la Singapore và học phí 6 tháng đó là 6.000 đô la Singapore. Và Tân Đại Dương xin thông báo đến các bạn cái chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt trong năm 2014 của trường AIC Singapore dành cho các học sinh quan tâm đến chương trình du lịch khách sạn và quản trị học. Và cái thời gian nộp hồ sơ là đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2014. Điều kiện là trình độ IELTS 5 chấm hoặc là tương đương. Và vấn đề hỗ trợ học phí cho chương trình thì khóa quản trị du lịch khách sạn bậc cao đẳng trường sẽ hỗ trợ 2.500 đô la Singapore, tương đương là 42 triệu Việt Nam đồng. Và đối với chương trình cao đẳng nâng cao thì trường AIC sẽ hỗ trợ cho học sinh là 3.000 đô la Singapore, tương đương là 50 triệu Việt Nam đồng. Và đối với khóa quản trị thì bậc cao đẳng thì trường AIC Singapore sẽ hỗ trợ là 2.000 đô la Singapore, tương đương là 33 triệu Việt Nam đồng. Cũng như là chương trình cao đẳng nâng cao của ngành quản trị học sẽ là hỗ trợ 1.500 đô la Singapore, tương đương là 25 triệu Việt Nam đồng. Và để chi tiết hơn về chương trình tại trường AIC Singapore cũng như là tất cả các trường khác tại Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay văn phòng Tân Đại Dương 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc truy cập website tân-đại-dương.edu.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì việc đi du học không còn là quá xa lạ đối với các bậc phụ huynh cũng như là với các bạn học sinh sinh viên. Và quốc gia đang nhận được đông đảo sự quan tâm của tất cả mọi người, đó chính là đất nước Singapore. Như vậy thì điều kiện nhập học ở đất nước này ra sao, cũng như là thủ tục như thế nào và các chương trình học ra sao? Trong chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trần Mỹ Kim, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, để cùng với chúng ta tìm hiểu về việc đi du học tại đất nước Singapore. Trúc Giang xin chào chị Mỹ Kim. Xin chào Trúc Giang. Rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình Hành trang du học kỳ này. Và như Trúc Giang đã nói ngay từ đầu thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc đi du học tại đất nước Singapore cũng như là giúp cho quý khán giả giải đáp được những thắc mắc của mình xoay quanh việc đi du học tại quốc gia này. Và lá thư đầu tiên được gửi đến từ bạn Thanh Tâm, 17 tuổi. Bạn gửi thư về chương trình với nội dung như thế này.
Chào chương trình, em có tìm hiểu về chương trình học ở Singapore, ở bậc phổ thông, đại học và sau đại học, nhưng chưa rõ lắm, mong chương trình tư vấn chi tiết hơn. Thì đặc biệt giáo dục ở Singapore thì không chỉ đơn thuần trong phạm vi lớp học, mà đó còn là cả một hành trình khám phá. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn các cấp bậc học tại đất nước Singapore. Đầu tiên là đối với chương trình học phổ thông thì chương trình giáo dục phổ thông cơ sở sẽ bao gồm các môn như là Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học hay là nhân văn. Và vào năm thứ 3 của bậc phổ thông cơ sở thì các em sẽ được chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban mà các bạn học sinh học như là nghệ thuật, khoa học hay là thương mại hay là chuyên ngành về kỹ thuật. Về chương trình học ở bậc cơ sở của trường Singapore nổi danh trên thế giới về khả năng phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng về trí tuệ. Học sinh nước ngoài sẽ được chấp nhận theo học chương trình phổ thông cơ sở tùy thuộc vào chỗ trống của các trường. Và đối với chương trình đại học thì sau khi hoàn tất bậc phổ thông thì học sinh sẽ được học chương trình cử nhân tại các trường đại học công lập hoặc là tư thục ở Singapore. Thì chương trình cử nhân này sẽ kéo dài từ 3 năm cho tới 5 năm tùy thuộc vào từng chuyên ngành. Đối với cử nhân kỹ thuật, dược hay là luật, xây dựng, bất động sản, âm nhạc và kiến trúc thì thường kéo dài khoảng 4 năm, trong khi ngành y sẽ kéo dài tới 5 năm. Và yêu cầu đầu vào đối với tiếng Anh đó là các bạn phải có IELTS từ 6 chấm trở lên hoặc là tương đương. Và đối với chương trình sau đại học tại Singapore thì chương trình thạc sĩ tại Singapore thường sẽ kéo dài từ 1 cho tới 3 năm và yêu cầu tối thiểu là có một bằng cử nhân hoặc là tương đương và có trình độ Anh ngữ IELTS từ 6.5 hoặc là tương đương. Và đối với chương trình tiến sĩ thì phải kéo dài. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.